nó đi cái đó 300 với 200 nó đi 500. Nghe rồi. Được chưa? Nó là kia, họ 6 lạng rồi. Dạ. Cua còng cúm mini rồi á. Dạ, thả từ tháng 6 là hơn rồi. Dạ. Nghe nè. Chưa. Ý là lấy có mấy con à, lấy có mấy con là thả 500 à. Còn mấy cái đống này lấy hết cũng được nè, có tôm phóc nè. Thôi mấy con này họ con mình lại lấy sau nữa nha. Còn cái nào đi trước được đi. Ừ, cái tôm phóc không mà thả cáo. Nè, cái này nè. Cảm ơn nè. Ở cái thùng này ha. Alo. Alo. Máy điện dây. Thôi bắt tô. À, tiêu nó lấy 500 mà lấy cúm đi lấy rồi. Có gì không? Có ai hỏi không? Ok. Còn nữa không cô? Ủa là 500 nhiêu đây hả cô? Là tụ, à, cái này 300 nè. Ủa cái tôm chị nữa. Còn mấy tôm chị nữa nè, tôm chị cũng sống á. À, cúm với lại cá với lại tôm là 300. Rồi, cúm cá tôm 300. Rồi, còn bà tụ có 200 á. Bà tụ tí, bà tụ mất, bà tụ bắt được con ghẹ luôn hả? Có mấy con nào cũng sống á, nhỏ nhỏ mất đi. Mấy này nè. Vậy thì đợi xíu nữa đi. Đợi mình. Dạ, con chị nó chạy vô trong rừng. Nó chạy vô cây, nó trốn. Nhưng mà thường mấy con chó nó ham vui, nó sẽ ra ngoài. Nó đợi lâu quá, nó sẽ chui ra ngoài. Rồi, hết con sống rồi đó. Phải chạy vô bụi cây trốn mọi người. Con này, con này không. Đi nhanh không sao. Cá bóng mà. Mấy con cá bóng này ở chung với mấy con cọng. Con sống thả được chứ con gì hả? Nhiều quá ta. Để con coi áo đen thấy rái cá sẽ làm gì. À, áo đen thấy lái cá dừng lại, xuống xe. Không, áo đen ở nhà trọ, không sao. Thường mấy người ngoài đường á, đang chạy thấy lái cá dừng xe lại, dí bắt, mắc cười lắm. Sao cái thùng của con? Nó không có đồ sáng, giữ đi. Rồi, cảm ơn. Còn con gì sống sống rộng lại con mấy con tôm phóc nhỏ nhỏ. Mấy con cua nhỏ nhỏ đó. Mấy chuyên gia sinh tồn đó. Rồi cảm ơn cô chú nha, chúc mừng năm mới. Anh em đâu? Anh em gì đâu như hạch với trời. Không có biết bảo vệ rái cá gì hết. Nó đòi bảo vệ tiêu không. Ê, go home. Oh no.
Let's go. Let's go, let's go. Rồi, mùng 3 Tết. Chúng ta đi sống xanh đây. Cái thằng nào vậy? Let's go, let's roll. Let's roll. Chị Chê. Chị Chê. Chị Chê. Let's roll, let's roll. Nó nào ta? Chị Chê. Chị Chê. Chị Chê. Chị Chê. Where are you? Okay, let's roll. Let's roll. Nhấp khôn nha, trốn trong rừng nãy giờ đợi. Mà đi phóng sanh bên này đưa đồ mỏi tay quá quý vị. À, cầm không biết cầm sao luôn á. Rác thải nhựa nha. Mỗi tay kinh nha. Nặng. Nặng tiền 300 ngàn do mấy con cúm cua này nè. Mấy cái con chuyên gia sinh tồn trong rừng ngập mặn này nè. Với cá bóng sao nữa. Mấy con này vai trò nó quan trọng lắm á. Ây dồi.